Ở hôm nay được bữa đi quay Đức, sẵn tiện là ghé nhà của một ông anh. Ông anh thì cũng là một người đầu tư Đức, vẫn là một người mua đất bất động sản, nhưng mà nhà anh ấy thì đang kinh doanh về cái là gỗ mỹ nghệ anh chị. Nên là sẵn vô đây em Điền cũng quay giải trí luôn ha. Đó. Nói chung là em Điền quay video clip này dành cho những cô chú chị nào mà đam mê gỗ ha. Có tín đồ là thích chơi gỗ, thích chơi đồ mỹ nghệ ha. Nay em Điền sẽ quay cho cô chú chị mình xem giải trí chơi ha. Rồi xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản nha. Em là Điền đây. Thì hôm nay không giống như mọi clip trước thì em Điền hay quay đất, nhưng mà hôm nay em Điền sẽ quay giải trí một cái video clip về ba đồ gỗ mỹ nghệ anh chị ha. Đó. Thì nói chung là tất cả những cái đồ ở đây thì của ông anh làm hết, tự tay anh làm ha. Đó. Và đây nói chung là vị trí em Điền đang ở đây thì ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cái tiệm của ông anh thì nằm ngay trục đường nhựa chính này, đâm ra là xe lớn đi rất nhiều, nên là về vấn đề bụi bặm thì bám rất là nhiều anh chị. Nói chung là mình nhìn lên hình ảnh thì nó nhìn nó hơi bụi bặm, nhưng mà lúc mà cô chú chị mà mua thì cái anh chủ này anh sẽ đánh bóng lại hết, đánh làm sạch sẽ lại hết ha. Đây là một cái hòn non bộ, đó là bằng gỗ, ở dưới thì là bằng gỗ sao anh chị ha, còn ở trên là gỗ chai. Đó. Nói chung thì em Điền cũng không rành về gỗ lắm đâu, nhưng mà em thấy về cái vấn đề mà mỹ thuật này kia thì cũng đẹp anh chị ha. Đó, nói chung là làm mấy cái thế mà thế cho nước sạch nước chảy anh chị ha. Nói chung là mấy cái bộ này thì có sẵn về vấn đề là đi đường dây điện này, đèn led này, và đường ống nước, đường xả nước này kia dưới này ha. Đó. Còn mấy cái hộc này là hộc chứa nước này. Tất nhiên hộc chứa nước của gỗ này thì những người làm gỗ này thì chuyên, nói chung là chuyên làm rồi, chuyên làm mấy cái này, nên là sẽ có những cái là bôi keo, trát keo này kia để mà chống thấm vào gỗ này, đỡ mục gỗ này và không bị rò rỉ ra ngoài này ha. Đó. Nói chung thì cô chú chị cứ xem ha, xem mấy cái này, nói chung là mấy cái này thì cũng là rất là thích hợp cho cô chú chị mình về chơi để cảnh, và hoặc là mình để trang trí trong nhà của mình anh chị ha. Đó. Bên này cũng là một cái bồ gỗ. Nói chung là cái này để là thí dụ bể trong nhà anh chị có thể để tượng, để gì trên những cái bậc này nè, trên cái này đó, trang trí trong nhà, nhà mà có nội thất gỗ này kia thì bỏ mấy cái này cũng rất là đẹp anh chị ha. Nói chung là em Điền quay chơi thôi, chứ em Điền cũng không phải là giới thiệu bán những cái sản phẩm này hay là chủ nhờ bán quay bán giùm đâu ha. Em Điền cũng không có phải ăn tiền giới thiệu này kia ha. Nói chung là cô chú chị cứ liên hệ thẳng với ông anh của em ha, để mà hỏi về những chi tiết cái những sản phẩm này. Như gỗ này thì gỗ trai luôn, bên này cũng kiểu gỗ trai luôn. Nói chung những cái bộ này bán theo sẽ kèm theo những cái ghế nhỏ nhỏ anh chị, ghế nhỏ quanh đây ha, ghế nhỏ để ngồi thôi đó, giống như cái ghế kia anh chị đó, cái ghế nhỏ đó đó đó, những cái ghế đó sẽ bao quanh cái chỗ này để mình vừa chiêm ngưỡng được hòn non bộ cũng như là ngồi uống nước trà chơi anh chị ha. Nói chung là cái hòn non bộ này tích hợp luôn cái bàn nước uống nước trà đó. Còn bên này thì bỏ trong một góc thì để chủ yếu làm tiểu cảnh rồi trang trí thôi, còn cái kia là luôn được được uống nước trà luôn này đó. Cái này cũng gỗ sao ha, còn mấy cái vàng 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 là gỗ trai hết đó. Trong nói chung là cái này á là sẽ có cái anh chủ mình sẽ bán là có sẵn là đường ống nước này và cái máy bơm nước và đèn led, đi sẵn những cái đèn led này ha. Đó. Và sẽ có một cái máy tạo khói nữa để mà
trang trí cái hồ non bộ của mình ha. Đó, rất là đẹp. Nói chung là hơi bụi chút xíu thôi, nhưng mà rửa dọn xong rất là đẹp anh chị. Trang trí trong nhà mình. Ở bên này thì đây một cái hòn non bộ lớn, cái này lớn hơn cái này ha. Này có sẵn những cái ghế luôn, ghế tựa đàng hoàng luôn anh chị. Này bộ salon đó. Ở dưới cái phần học nước, cái học nước này thì sẽ làm trát keo hết anh chị, chống thấm luôn ha. Đó. Và có những cái lỗ tự nhiên. Đó. Nói chung là trong này có nhiều đồ mỹ nghệ lắm. Anh cũng có nhận điêu khắc gỗ mỹ nghệ luôn anh chị. Ví dụ mà cô chú chị có những cái gỗ thô đó, chưa, nói chung là đang còn thô đó, và anh chị muốn tạo hình tạo dáng theo cái nhu cầu của mình gì đó thì liên hệ với anh ha. Đây cũng là một cái đồ trang trí kệ để đồ này. Đó. Mình có thể để tượng, mình mà bên đạo ha, mình có thể là để tượng chúa này kia đó, để trên cái này đó. Hay là phê bên tôn giáo, về Phật thì để ba Phật, tượng Phật, rồi bình hoa này kia ha. Đó. Rồi còn cái bộ này là bộ võng, nó có sẵn cái móc đây. Gỗ này gỗ trai hết ha. Nói chung là có vài sản phẩm là gỗ sao thôi đó, nhưng như những cái đen gỗ đen này, gỗ sao này đó, rất là đẹp đây. Thì cái bộ bên này cũng vậy nha, cái bộ hòn năng bộ thì cũng sẽ đi theo kèm theo những cái ghế nhỏ này đó. Giá cả thì cô chú chị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên cái màn hình của mình. Bên này những cái bộ lục bình, như gỗ này gỗ là gỗ xà cừ hay sao anh chị ha, em Điền cũng không rành lắm, nhưng mà em Điền cũng không có sành về gỗ. Đó. Bên này cũng là một cái chỗ kệ để mà để đồ. Đó. Rồi bên này là bộ xích đu này, gỗ này là gỗ sao luôn. Đó. Nói chung là anh chủ thì đa số là điêu khắc theo cái nét tự nhiên của gỗ mình ha, không có chấp vá gì hết trên đó anh chị ha. Đó, tự nhiên ha, nguyên khối luôn. Đó. Đó. Thí dụ mà cái này cô chú chị mà có cái nhà gỗ ha, bự, bỏ mấy cái này trang trí cũng tương đối là đẹp. Và nói chung là chỗ này thì ông anh cũng có nhiều sản phẩm khác như cái phản và làm những cái cột gỗ này ha, và chạy CNC nữa tùm lum hết. Nói chung là điêu khắc rất là nhiều. Có những cái thì như những cái kia thì điêu khắc bằng cái chạy bằng máy ha, còn có những cái thì không thể nào chạy bằng máy được, anh điêu khắc bằng thủ công. Đó, như những cái tượng này là điêu khắc bằng thủ công hết này ha. Đó. Bên kia này có những cái bên kia thì nu tự nhiên. Đây bên này có những cái tượng là điêu khắc nữa ha, thủ công. Đó. Ở bên này nữa. Đó, rất là nhiều. Đó, rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền nha. Thì nếu mà cô chú chị mà đam mê về gỗ hay là muốn mua về để trang trí cái ngôi nhà của mình á, thì hãy liên hệ cái số điện thoại của em Điền bỏ trên màn hình nha. Đó. Rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền. Em Điền cũng xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú chị những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.